xong á. Nổ không nó phì, khi nó phì ra ngoài rồi. Nó lại phải đợi tiếp mọi người ạ. Đi tắm đi. Nhiều cái nhựa này nhựa. Tắm tiếp đi. Đây, tắm đã. Chờ đợi. Ủa chín chưa? Ủa phồng lử này. Kéo lại chảy nhựa nha anh nhá. Ui, nổ đó. Ôi, công thức của bọn nó không ổn rồi. Thừa nước, nhão nhạt rồi. Cho thêm cái này mà. Cho luôn à? Cho luôn. Đó rồi, nó hấp. Dèo ơi. Đấy, đã bảo rồi mà. Chỉ con ấy. Quảng cáo là thế mà. Hình ảnh rất là đẹp. Cơm hộp mọi người ạ. Cơm hộp. Đậu xanh thì. Bây giờ mà vẫn còn trung thu à? Hết trung thu rồi mà. Cái này thì khả năng là có thể ăn được rồi. Tối rồi. Nên là cũng có thể ăn tạm. Nhưng mà đợi nó chín á. Chín thì gọi là cái này, là cái đắc. Cái này chưa sôi thế nào ấy. Như này, anh cứ chịch thì đúng. Nhưng mà nó không sôi được là nó chỉ nóng lên thôi chứ không sôi được kia đâu. Cái gì như cái này chín rồi ấy. Anh ạ. Thử đã. Em thử này. Thử thử. Thử nước ăn không? Nó mát. Ừ, em sẽ dằm nước cực. Ây, kiếm đốt. Nhớ. Ăn ngon phết nhỉ. Chín thì chín rồi. Thật đâu ấy. Đấy, thật mà. Ăn như là như kiểu vậy, mình đa cua ấy. Em như dây chun ấy. Dây cao su á. Vâng ơi. Lại. Anh ơi lại lại à. Thế nó bị gì à? Bữa dây dai rồi. Hay quá đấy. Chán ra đi. Mang nước ăn đi. Ăn cái bờ đi. Chán luôn cái bờ á. Thấy cho anh em béo không? Muối này là cục cua ăn gì ấy. Tôi muốn ăn nước ta. Chén dần đi. Chén dần trong lúc đợi cơm mọi người. Ăn à, ăn trước ngôi lẩu mọi người. Từ từ, để tao xem là cái gói kia nó có cái gì ở trong nhá. Cái này như hết sôi rồi. Vẫn sôi. Vẫn sôi. Đợi tí nó sôi xong thì cùng xem. À ừ, ăn xong thì xem. Mời tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá. Đây là hình như là củ cải này. Đây là mì hơi, này mọi người. Hơi tối không biết mọi người nhìn rõ. Mì này hay lắm mọi người, ăn dài dài ấy. Như kiểu củ cải muối á. Ngon nhá, dài dài. Chua. Thêm vị cà chua nhiều. Thì ra cho nhiều vị cà chua quá chua. Đây là món lẩu. Tự sôi. Đây gọi là món mì lẩu thì tốt hơn nhỉ. Nè. Cái gì đấy? Mực nghĩ à? Mực nghĩ. Ta những cái thứ vào nước là nó nở. Nè. Không biết có đảm bảo cho sức khỏe. Ta cũng cần dùng những cái như kiểu là mực nghĩ này, mì này. Mì này là ăn giống kiểu bánh đa mà. Vào nước cho nó mất nở mọi người ạ. Phải cần cái đồ khô này. Sắn. Sắn lắm. Sắn cái gì ấy? Ăn hay lắm. Có ăn mì hay thôi. Ăn mì sướng. Cái này là cái gì? Có không nhớ ra nào. Mềm mềm sực sực. Ăn như kiểu à. Rất là khó phân biệt. Nó như kiểu cái khoai trống ấy nhỉ. Ăn đấy kiểu sượng, đúng khoái sượng. Sao lẩu không có miếng thịt nào nhỉ? Chả biết, tao thấy nó in lên đây hình thịt đấy. Sao cần rau củ quả ăn chay ấy? Đây là ngó sen này. Em chỉ ăn thịt thôi. Thịt bên này thì nữa đợi cơm. À. Cái gì đó? Măng à? Sao? Măng giòn lắm. Nhè. Măng ngon. Đây là măng gốc.
măng ngon. Măng chua ngon. Ngon rất là mọi người, nhưng mà nó lại không thích ăn nhiều cà chua như này. Chật chật. Một miếng à. Đây như khoai tây hay cái gì, khoai gì ấy. Cái này như kiểu giọt mùng ấy. Ăn mùng ấy. Măng là... Nó không phải. Giọt à măng. Măng theo đi suối á, không chịu chết đói. Thì không mang nước được, mang nước, mình lấy dùng nước suối cũng được. Đây là rau này. Lá rau gì ạ? Đây này. Đó. Tấm bồn. Tấm bồn là gì? Khoai lang lợn. Giống khoai môn. Giống lợn, ăn thử nó xem. À, nên là rau lợn ngứa mồm chết à? Ai người ta cho à? Nó tùy loại rau chứ. Đừng khoai lang lợn lắm. Nó là nhũn. Đây là mùng nhĩ à? Ăn được mọi người ạ. Đúng à, không nhận ra được cái gì, không ăn được. Nói chung là được ạ. Chịu lắm. Cái nước lẩu đấy. Nhiều cà chua nhỉ anh nhỉ? Nước lẩu nó thiên về vị chua này. Mọi người biết cái gì không? Nha, cái củ này nha, không cần ăn lẩu đâu. Củ này nha, mò lên á, luộc lại ăn ngon. Ui xưa xưa, giải rằng ngó sen thì bảo là ngó sen. Ngó sen á, củ sen á. Cái con mắn này ăn được, nước lẩu thì hơi chua một tí. Cái gì đấy? Hơi chua. Chua quá. Bây giờ anh em mình sẽ thử món cơm. Cơm. Không hợp khẩu vị mình ạ. Món này không hợp khẩu vị lắm. Phải cay, ăn mới quê. À đấy, từ từ. Ta đã bảo là kiểm tra cái gói ở trong kia xem nó có cái gì ở trong. Ướt cá nhảy á. Mày mang ra, à không mang ra mà xế ra xem. Ủa vẫn sôi này. Đây, em dùng cái đũa nhỏ mini thôi. Ủa cứng đấy. Im. Ủa như cục xi măng ấy mọi người ạ. Dính này nhá, cho nó bông này. Ủa bây giờ cứng như cục xi măng. Như cục, như kiểu là túi. Rửa đi ra nóng bắt. Ôi, anh rửa hơi à, chúng nước nó chẳng nóng. Chúng nước càng trướng càng nóng. Như kiểu là cái túi xi măng bị ướt ấy, trong nó cứng cục rồi. Cho nè. Cứng nhỉ, không có dao. Không mang dao à? Không, củ nó dài lắm. Đây, đúng rồi, ra. Cho nó khỉ ra. Bột gì chẳng phao à mọi người ạ. Đây này, bột gì chẳng phao à. À đây là nitơ carbonic hydroxit với... Acid. Acid lodic. Thật ra mình chẳng rõ không biết cái gì. Bột gì chẳng phao ấy mọi người ạ. Chẳng phao luôn. Ta biết là cái gì mày biết rồi. Vôi. Vôi. Tại vì sao? Vôi hôm trước mọi người có thấy anh em mình tôi vôi không? Ơ! Chuẩn không? Chuẩn! Trời ơi! Bao đại ca mới biết được phân ra từng cái bọn tầm tầm kia xé ra. Thế thì anh em mình làm tốt! Ôi giời! Trời ơi! Từ sau cứ mang cái tất mới cả mang cục vôi đi là được. Ờ, đấy, cho đấy vào xôi, chung chung. Mai anh em mình sẽ làm clip cho mà xem. Hóa ra là thế. Tưởng gì? Chất hóa học này nọ. Ngoài người đi. Quả ra là vôi. Nhưng mà vôi chắc là nó phải cho cái gì vào khác đấy chứ không. Để ăn thử cái này này. Cơm mùi nhanh như nóng tối rồi. Anh em mình thử một cơm mọi người ạ. Về nhà đi tập vui. Mời mọi người cơm nhá. Mời mọi người ăn một cơm nhá. Ăn cái đậu xanh này béo béo ngon ngon mọi người nhỉ. Thật ra cái bọn này nó để dư thừa lượng nước làm anh em mình đấy hết. Bây giờ cơm chả ra cơm, cháo chả ra cháo. Không dám ăn mạnh. Ăn không ngon. Cơm ăn nhả. Ăn thử rồi.
Ốc ốc được kém. Nhân này hơi béo béo rồi. Đừng có nhiều mỡ quá. Cơm thì nhão. Cơm thì cơm nhả. Cái này mà ma đệ làm á. Đầu bếp của trưởng cả công ty luôn nhé. Toàn món vớ vẩn. Nào tao sẽ cho mày làm một kênh là ẩm thực ma đệ nhé. Nhớ nhé. À em là ngôi đầu bếp ơi. Tao thẳng mẹ luôn. Vớ đầu bếp ma đệ đệ á. Xem gói bên này có phải là vôi nữa không? Chắc món này không ăn được đâu. Nếu mà không phải vôi thì phải 50% vôi ở trong. Anh ơi. Nhưng mà vôi nó phải thiết kế kiểu gì nó thành. Ơ à, đừng. Đừng, trời ơi khí thế này. Cá ăn nuôi cá. Có đủ. Nuôi nó to còn được ăn. Ta sang đằng trước. Cứ để đây. Những cái khỉ ấy. Nếu tí thì tao lại ăn. Còn những này. Bỏ cơm đi, không ăn cơm đâu. Cơm là nhả quá. Đi về nấu ăn cơm đi. Bữa anh nấu chín cơm rồi đấy. Còn cái hạt này chả biết hạt gì ấy. Ăn bùi bùi, ngon phết. Xem cái này còn phải vôi không nhé mọi người nhé. Phải. Thôi đi về đi, tối rồi. Để nguyên đây. Để cho con lấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye bye, tối mất rồi mọi người ạ. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment. Nhưng không comment được. Quên mồm. Kê comment trong mồm. Thôi đi. Bye bye các bạn nha. Các bạn thấy clip quay mình ấy, để lại một like, share, đăng ký kênh và chúc mừng cả nhà các bạn nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người. Tối rồi.